hướng dẫn thi công giải pháp chống nóng, sử dụng hệ sản phẩm khung trần chìm Vĩnh Tường Basi. Những vật tư cần thiết: thanh chính VTC Basi 3050, thanh phụ VTC Basi 4000, thanh viền tường VTC 20/22 0.4, thạch cao Giprop tiêu chuẩn 9 ly hoặc tấm Duraflex 6 ly, bông thủy tinh có bạc. Trước khi tiến hành thi công, chúng ta cần phải đọc kỹ bản vẽ, kiểm tra hiện trạng công trình và các vật tư, dụng cụ cần thiết liên quan đến thi công cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới thi công để tránh gây ra sai sót sau này. Bước 1. Xác định cao độ trần. Lấy dấu chiều cao trần bằng ống Mivo hoặc bằng máy laser, đánh dấu vị trí và búng mực trên vách hay cột để xác định vị trí thanh viền tường. Bước 2. Cố định thanh viền tường VTC 20/22 0.4. Bước 3. Bố trí khung trần. Chọn phương của thanh chính để bố trí các điểm treo phù hợp. Khoảng cách giữa các thanh chính phải theo đúng quy cách trong bản vẽ cấu tạo hệ trần chìm Basi đã được duyệt. Bước 4. Treo ti. Khoảng cách từ vách hoặc tường tới điểm treo đầu tiên không quá 400mm. Bước 5. Lắp đặt thanh chính VTC Basi 3050. Khoảng cách giữa các điểm treo trên thanh chính cũng như giữa hai thanh chính đều là không quá 1000mm. Cố định thanh chính vào tường hoặc vách. Bước 6. Lắp đặt thanh phụ VTC Basi 4000. Liên kết thanh phụ VTC Basi 4000 vào các thanh chính bằng ngàm răng cưa có sẵn trên thanh chính. Khoảng cách của các thanh phụ là 406mm. Cố định đầu thanh phụ vào tường hoặc vách. Bước 7. Cân chỉnh khung. Cần phải cân chỉnh cho khung ngay ngắn và mặt bằng khung thật phẳng. Kiểm tra lại cao độ trần bằng ống Mivo hoặc máy laser chính xác theo đúng cao độ trần trong thiết kế đã được duyệt. Bước 8. Thả bông thủy tinh có bạc lên phía trên. Lắp đặt tấm lên khung. Đặt tấm, chiều dài tấm theo chiều vuông góc với thanh phụ. Liên kết tấm vào khung bằng vít. Phải siết cho đầu vít vừa chìm vào mặt trong bề mặt tấm. Khoảng cách giữa các vít không quá 150mm đối với cạnh tấm và không quá 240mm đối với bên trong tấm. Búng mực bên trên tấm để khi bắt vít được thẳng hàng. Các tấm trần sau khi được lắp đặt phải cân chỉnh lại sao cho mặt bằng trần thật phẳng. Gia cố lỗ đèn, lỗ máy lạnh, lỗ quạt, vệ sinh và chuẩn bị nghiệm thu bàn giao. Truy cập website www.vinhtuong.com để tải các tài liệu kỹ thuật và sản phẩm của Vĩnh Tường và cập nhật thông tin nhận dạng sản phẩm chính hãng để tránh mua nhầm hàng giả, hàng nhái. Tham khảo mẫu trần nhà đẹp và tư vấn giải pháp trần miễn phí tại www.trannhadep.com. Sử dụng đội thợ thi công có thể nghề đã qua đào tạo của Vĩnh Tường để đảm bảo chất lượng. Gọi số điện thoại miễn phí 1800 1218 để được tư vấn kỹ thuật và sản phẩm. Vĩnh Tường, chuyên gia về giải pháp toàn diện trần và vách ngăn.